tôi là Phúc, chuyên viên guitar tại Việt Hương Music. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn phần mềm CoopKit, ứng dụng tương tác với Coop 10GX để có thể đổi tiếng của những dòng amp nổi tiếng trên thế giới, và đặc biệt là chuyển tiếng Coop 10GX từ guitar điện sang tiếng của guitar thùng và guitar bass. Đây là giao diện chính của CoopKit sau khi được tải về trên iPad và kết nối với Coop 10GX với CC Clean, là giả lập hệ tiếng clean của amp CC120, một amp đi nổi tiếng thế giới về tiếng clean. Black panel, tiếng twin reverb. Có organ stack, classic stack là giả lập hệ tiếng của amp Marshall. Metal stack và alpha stack. Và sau đây tôi sẽ thử kết nối tiếng alpha stack vào trong Coop 10GX và thử hệ tiếng distortion của alpha stack trên guitar điện. Để kết nối, bạn cần kết nối với iPad hoặc iPhone qua ngõ MP3 bằng jack của headphone, jack 3.5 ly, và vào ngõ input của Coop 10GX bằng jack chuyển từ 3.5 ly sang 6 ly. Tôi kết nối vào ngõ input của Coop 10GX và sau đó tôi sẽ giữ nút chuyển tiếng trên Coop 10GX đến khi đèn nhấp nháy. Sau đó tôi nhấn loát trên app CoopKit. Khi đèn không chớp nữa, phần mềm đã được cài vào Coop 10GX. Và hiện tại Coop 10GX đang sử dụng hệ tiếng Alpha Stack của Mesa Boogie. Sau khi đã tải tiếng Alpha Stack vào Coop 10GX, tôi sẽ tháo jack kết nối vào iPad ra. Và chúng ta đi nhé. Và bây giờ tôi sẽ demo hệ tiếng distortion của Alpha Stack Mesa Boogie trên amp Coop 10GX. Tiếng của Coop 10GX từ tiếng guitar điện sang tiếng của guitar thùng bằng cách đổi hệ amp hoặc stick guitar. Với cách kết nối tương tự như khi nãy, tôi sẽ tháo jack guitar ra. Kết nối với iPad và bằng cổng input của Coop 10GX. Nhấn giữ nút chuyển tiếng và lát. Cho đến khi đèn ngưng nhấp nháy là đã tải thành công. Và tôi sẽ chuyển sang từ guitar điện sang guitar thùng. Sau đây tôi sẽ chuyển tiếng của Coop 10GX từ tiếng guitar thùng sang tiếng guitar bass, và tôi sẽ sử dụng guitar bass Squier Vintage Modified Jazz Bass với phím Marble. Và như các bạn đã thấy, chỉ cần có một chiếc iPad hoặc một chiếc điện thoại smartphone bất kỳ chạy hệ điều hành Android hoặc iOS
bạn có thể tải về Cub Kit và kết nối với Cub 10GX để có thể chơi được các loại guitar từ guitar thùng, guitar điện, guitar bass. Roland Cub 10GX hiện đang có bán tại tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống Việt Thương trên toàn quốc. Tôi là Phúc, chuyên viên guitar tại Việt Thương Music. Xin cảm ơn.